Đầu sang bài số 1.2 này, các thông số trạng thái của quá trình năng lượng trong nhánh. Thì như trong cái bài số 1 ấy, thì chúng ta đã nói qua chúng ta các thông số trạng thái, thì chúng ta có ba cái thông số trạng thái. Đó là gì? Thông số thứ nhất đó là dòng điện IT này, thông số thứ hai là điện áp UT và thông số thứ ba là công suất tiếp nhận năng lượng điện từ PT, hay người ta gọi là công suất điện từ PT. Thế là ta đi từng cái thông số một. Một nhỏ là dòng điện IT. Thế thì dòng điện IT thì được định nghĩa như thế nào? Thì dòng điện là dòng chuyển rời có hướng của các hạt mang điện, hay là chính xác là hạt mang điện tích trong điện trường. Hạt mang điện tích trong điện trường ở đây là các electron tự do. Thì các e chuyển từ gì? Từ cực âm về cực dương, rời lại các lỗ trống, và chúng ta tưởng tượng như các hạt điện tích dương ấy chuyển tượng về gì? Các lỗ trống chính là các hạt mang điện tích dương đó. Chạy từ gì? Dương về âm. Chúng ta tưởng tượng như vậy. Ký hiệu của cái dòng điện ấy thì chúng ta có hai cái ký hiệu, đó là chữ Y, Y nhỏ, Y in thường, Y thường này, và Y in hoa. Đấy. In thường cái cách tự viết chúng ta này chính là Y như này này, viết này. Đó, đây là Y thường. Y thường và đây là in hoa là cái viết của chúng ta. Được chưa nhỉ? In hoa. Thế thì chúng ta Y thường thì được ký hiệu với gì? Thì chúng ta sẽ chú ý Y thường này này là ký hiệu của dòng điện. Dòng điện. Đó, tức là theo thời gian t, theo thời gian. Ok. Đấy, nó dòng điện tức thời. Nhớ chú ý nhá. Cái mà người ta viết chữ thường ấy là nó là dòng điện tức thời. Theo môn học chúng ta ký hiệu nó là như vậy. Được chưa nhỉ? Với môn học. Đó. Và tiếp tục chữ Y in hoa này này thì chúng ta có hai cái sau này chúng ta gặp chúng ta sẽ có hai. Thứ nhất là gì? Là dòng một chiều hay là dòng không đổi? Dòng một chiều hay là không đổi? Đó. Dòng một chiều hay dòng không đổi. Cái thứ hai đó là giá trị ưu dụng. Của dòng hình sin. Đó, giá trị ưu dụng của dòng hình sin. Chúng ta có hai ký hiệu đó. Sau này thì chúng ta thêm một cái ký hiệu nữa. Đó là sang chương số 3 chúng ta có ký hiệu đó là Y mà có dấu chấm ở đây này. Thì đây là dòng điện phức, thì sau này chúng ta học chương 3 dòng điện phức. Dòng điện phức. Nhớ là Y in hoa mà có dấu chấm là ký hiệu của dòng điện phức. Đấy. Vậy. Đó. Tức là trong môi trường phức thì người ta ký hiệu là Y có dấu chấm đó. Mà Y không có dấu chấm này thì chúng ta có hai cách ký hiệu, đó là dòng điện một chiều hoặc là giá trị ưu dụng của dòng hình sin. Chúng ta lưu ý vậy. Rồi, đây cái về mặt ký hiệu để thầy nói rõ. Chúng ta phải nhớ cái ký hiệu này vì sau hỏi vấn đáp của thầy cô cũng có thể hỏi hỏi chúng ta là dòng y in chữ chữ y thường này là ký hiệu của cái gì và in hoa là ký hiệu của cái gì, chúng ta phải nói rõ. Ok. Rồi. Tiếp tục về giá trị của nó thì cường độ dòng điện đấy, dòng điện thực ra dòng điện này chính xác của nó là phải là cường độ dòng điện, nhưng mà chúng ta gọi tắt thôi là dòng điện là có giá trị là y bằng dq trên dt. Và đơn vị nó là ampere, đơn vị là ampere. Đó. Ký hiệu là A. Đó, ampere ký hiệu A. Y bằng dq trên dt tức là sự biến thiên của gì? Điện tích theo cái thời gian. Đó. Thì từ cái biểu thức này thì chúng ta thấy là đây là chỉ là về về độ lớn thôi, về độ lớn thôi. Mà chúng ta biết rằng là cái dòng điện này này nó là dòng chuyển rời có gì? Có hướng, vậy nó là một đại lượng có hướng chứ không phải là đại lượng vô hướng. Cái biểu thức này nó là một đại lượng vô hướng này. Đó. Thế thì nó là một đại lượng có hướng thì chúng ta phải xác định hướng của nó, hướng hay chiều của nó đấy, đúng không? Đó. Thế thì chúng ta sẽ quy ước chiều như thế nào? Chúng ta quy ước chiều dòng điện như nào đây? Thì với cái quy ước là chiều dương quy ước ấy là của dòng điện là chiều chuyển rời của các hạt mang điện tích dương. Và hạt mang điện tích dương ấy thì từ cực dương về cực gì? Âm, đây là quy ước này nói như vậy. Tuy nhiên ấy, trong thực tế thì chúng ta thấy là các mạch điện phức tạp. Đây, ý đây. Trong thực tế thì các mạch điện nó với các mạch điện phức tạp ấy hoặc là các mạch mà có dòng biến thiên thì chúng ta thấy là
chúng ta không thể xác định đâu được là dương và đâu là âm. Do đó thì chúng ta sẽ là tùy chọn, tùy chọn, tùy ý chọn. Đấy. Hay thầy nói vui là tùy tâm đấy, đúng không? Chọn chiều dương của dòng điện bằng một mũi tên trên hình vẽ. Đấy. Và tùy theo kết quả tính toán thì ta sẽ có được chiều dương thực của dòng điện. Tức là đầu tiên ta cứ giả sử đã, đúng không? Giả sử nó chiều là như thế này, như thế kia, đúng không? Có thể là từ trái qua phải thì hoặc là từ phải qua trái, hoặc từ trên xuống dưới, dưới lên trên, tùy thuộc cái nhánh chúng ta đang ở vị trí như nào. Đó, sau đó thì cái kết quả tính toán thì sẽ được cái chiều thực. Thế cái kết quả tính toán thì như thế nào? Thì đây. Nếu giả sử đây, giả sử ta chiều y là từ mình giả sử nhé, y nó có chiều từ A đến B. Nếu quá trình tính toán ấy mà ta được là y nó nhỏ hơn không thì chiều thực của nó sẽ là ngược lại là từ gì? Chiều thực nó sẽ từ B về về A, tức là chiều thực nó như này, đúng không? Thế còn nếu như mà nó dương thì chiều thực nó đúng với chiều giả thiết của chúng ta. Đấy. Đó. Thì chúng ta lưu ý như vậy. Nói tóm lại là thực tế thì chúng ta cứ kệ nó thôi, chúng ta chọn chiều để chúng ta tính toán các biểu thức thôi. À, lưu ý như vậy nhá, tính toán được biểu thức làm sao cho nó phù hợp. Chứ còn cái này thì chúng ta không cần phải 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 biết được là, tức là sau khi tính toán nó dương âm thì chúng ta cũng quan tâm đến nó dương nó âm đâu, kệ nó giá trị như nào, sau đó thì nó sẽ phù hợp với gì, với cái bài toán thôi. Đó, ta lưu ý, nhưng bắt buộc ta phải chọn chiều dòng điện trong một cái mạch điện. Bao giờ bài toán người ta cho cái mạch điện ấy thì mạch điện đó cũng không có chiều, không có chiều. À, do đó thì chúng ta phải chọn chiều. À, lưu ý như vậy. Ok chưa? Đã chọn chiều. Thì đấy là cái dòng điện IT của chúng ta, cái thông số đầu tiên là dòng điện IT. Hay ngày xưa chúng ta gọi là cường độ dòng điện, thì bây giờ có thể cô gọi tắt là dòng điện thôi. Hay chính xác là chỉ là dòng điện. Ok. Đó. À, tiếp tục, đấy là thông số thứ nhất này, sang thông số thứ hai. Là điện áp UT. Điện áp UT thì người ta định nghĩa là hiệu điện thế giữa hai điểm bất kỳ trong điện trường. Đó. Thế thì ngày xưa, chính vì vậy ngày xưa học phổ thông ấy, thì các thầy cô mới gọi là hiệu điện thế chứ không phải điện áp. Bây giờ thì các thầy cô gọi là điện áp. Đó. Thế thì điện áp ấy là được ký hiệu là U nhỏ hoặc U to và có đơn vị là vôn, ký hiệu là V. Thì U nhỏ và U to thì cũng giống như vừa rồi thôi. U nhỏ là ký hiệu của gì? U nhỏ này, U nhỏ nếu ta viết bằng chữ tay này, nó U nhỏ như này, có chữ ngoặc 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 này, đúng không? Thì U nhỏ là gì? À, là điện áp tức thời, cũng là điện áp tức thời, nó giống như dòng điện đấy, đúng không? Điện áp tức thời. Thế còn U to này này, U to này thì khi ta viết ấy, nó không có dấu ngoặc đâu, đấy, nó như này, đó, không ngoặc xuống, không vòng vèo, nó uốn lượn, đúng không? U như này. Thì đây là gì? Cũng có hai cái giống như dòng điện, đó là thứ nhất là điện áp một chiều hay là điện áp không đổi đó, còn cái thằng dưới là giá trị hiệu dụng của điện áp hình sin đó. Lưu ý như vậy, nó có hai cách ký hiệu ở chỗ này thì nó giống như tương tự kia thôi, đó là một chiều này hoặc là trị hiệu dụng đó, một chiều hoặc là trị hiệu dụng. Ok chưa? Đấy, lưu ý như vậy. Và chúng ta chú ý cách viết này, rất nhiều bạn viết u in hoa ấy là không biết viết đâu, và các bạn cứ bảo rằng em viết to như thế này, sau lại còn cái ngoắc này nữa, nhớ là chỉ có cái dâu đây được gọi là nhỏ nhá. Đấy. Mặc dù em gì em u nhỏ em viết rất to thì cũng vẫn là u nhỏ, nhưng u to mà viết rất nhỏ đây, rất nhỏ như này cũng được gọi là u to. Đấy, lưu ý nhá, chúng ta không phụ thuộc cỡ chữ mà phụ thuộc vào hình dáng của cái chữ đó, chứ không phụ thuộc vào cỡ chữ đâu nhá. Đừng bảo là em viết u to như này, đây được gọi là u to không có, nhưng đây vẫn là u nhỏ, em có viết kín màn hình đi thì nó vẫn là nhỏ, được chưa? Lưu ý như vậy nhé, phụ thuộc vào hình dáng. Đó. Cái này rất nhiều bạn khi mà gì thi thi à, chúng ta sẽ rất hay bị lẫn giữa hai cái u này, chúng ta nhớ cái cách ký hiệu đấy thôi. À, cái ký hiệu ta cần phải chú ý rồi. Tương tự như vậy này, chiều dương quy ước của điện áp là đi từ nơi có điện thế cao tới nơi có điện thế gì? Thế thấp. Thế thấp. Thế nhưng mà chúng ta biết rằng là khi ta giải mạch thì nó không biết rằng là chỗ nào điện thế cao, chỗ nào điện thế thấp cả, để mà ta nhìn thấy chiều dương của nó. Do đó thì cũng tương tự như dòng điện,
nên người ta chọn chọn chiều dương. Đấy, tương tự như dòng điện này. À, tùy chọn chiều dương của điện áp bằng một mũi tên trên hình vẽ. Rồi theo kết quả thì ta sẽ chiều dương thực của điện áp. Đấy. À, tóm lại là ta cũng tùy chọn. Đó. Thế thì giả sử đây. Giả sử đây. Ok. Giả sử là ta chọn chiều từ A đến B. Đây thì lúc này kết quả tính toán ta đã UT bằng UAB chính là phi A trừ phi B. Nếu như dương thì điện điểm A có điện thế cao hơn điểm B. Và ngược lại, có nghĩa là nếu như thằng này âm thì đương nhiên là phi của điểm A nhỏ hơn phi điểm B rồi. Từ biểu thức toán học tạm thấy thôi đúng không? Nếu dương thì thằng phi A lớn hơn phi B. Nếu âm thì ngược lại thôi, phi B phi A nhỏ hơn phi B. Nhìn thì toán học biết thì cần gì phải nói nữa đúng không? Đó. À, tuy nhiên có một cái chú ý là như thế này. Đây là chú ý này. Đấy. Đây là chú ý của chúng ta. Nên chọn chiều dương của dòng điện và điện áp trùng nhau trên một phần tử. Đó. Ví dụ trên phần tử điện trở, ví dụ đây là R. Giả sử như R đây. Đó, đây là R, phần tử. Nếu như chọn Y nó như thế này thì U trên R cũng như thế này. Đó, U nên chọn như thế. Và chúng ta lên chọn nhé. Lên chọn chúng ta hiểu lên là gì? Lên là lời khuyên. Thế còn nếu như không chọn cùng chiều thì chọn ngược lại có được không? Về nguyên tắc câu trả lời là được. Nhưng mà không ai mua dây buộc mình cả. Hay nói khác là chỗ quang không đi lại quả bụi rậm. Nếu giả sử theo cái chiều dương như thế này nha, theo chiều dương này. Đó. Nếu U và Y cùng chiều như này thì mối quan hệ giữa U Y mà chúng ta đã được học ở phổ thông rồi là U chính là bằng R nhân với Y ở phổ thông rồi. Cái này thì chúng ta không những là học ở phổ thông mà còn học vật lý đại cương cơ, đúng không? Thì nó như này đúng không? Thế nhưng mà nếu như chúng ta chọn ngược lại có được hay không? Câu trả lời ví dụ Y đây. U đây. Câu trả lời là được. Nhưng lúc đấy mối quan hệ của nó U thì sẽ bằng trừ R nhân với Y. Đấy. U trừ R nhân Y. Tức là hai thằng này nó ngược chiều. Nó có dấu trừ đây. Ngược dấu trừ âm này chính là thể hiện ngược chiều nhau trên cái phần tử đó. Thế nói tóm lại thì cái này chúng ta quen thuộc rồi. Học từ phổ thông rồi. Đó. Được chưa? Học từ phổ thông rồi. Và đến đây thì nếu như chúng ta lại chọn ngược lại, tự nhiên có dấu trừ nó lại gì? Nó lại không quen. Thì không ai mua dây buộc mình như thế này cả. Đúng không? Đấy, không ai mua dây buộc mình làm này. Vì vậy người ta mới gọi là lên chọn. Và chúng ta coi như mặc định, đúng không? Mặc định. Nếu như giả sử sau này chúng ta có cái phần tử như thế này, R này. Giả sử thầy cứ viết luôn L nữa, tí chúng ta sẽ được học L thôi. L mà chúng ta học phổ thông rồi, C đây. Đúng không? R đây, L đây, C đây. Ví dụ thế. Thế chứ nhỉ? Thế thì nếu chúng ta chỉ chọn mỗi dòng điện Y ở đây thôi mà không chọn chiều điện áp thì mặc định UR nó sẽ cùng chiều với Y, U trên L này nó cùng chiều Y và U trên C nó sẽ cùng chiều Y. Không cần viết thêm nữa. Nếu như chúng ta coi như là gì? Cùng chiều rồi thì chúng ta không cần phải vẽ thêm nữa. Chúng ta không cần phải vẽ UR như này nữa, không phải vẽ UN này nữa và không cần phải vẽ UC nữa. Mà người ta bỏ đi, không cần phải chọn nữa. Đấy. Trừ khi chúng ta lại tự mình làm khổ mình. Mình chọn ngược lại thì mình chọn như thế này. Chọn như này. Đó. Chọn ngược lại thì bắt buộc phải vẽ vào rồi. Đúng không? Nhưng mà nói tóm lại là chúng ta đừng gì? Đừng chạy ngược với xu thế. Làm thế thì tự mình là làm khổ mình thôi. Chứ nó không có gì hay ho đâu. Đó. Nhưng câu trả lời là có được hay không là được. Bởi vì đây người ta gọi là lên. Lên là khuyên mà. Lời khuyên. Làm theo thì tốt. Đúng không? Không làm theo thì cũng không sai, nhưng mà nó sẽ không tốt được bằng đó, khuyên. Vậy đây. Còn phải thì nó lại khác đó. Phải có nghĩa rằng là khi mà giải bài toán thì chúng ta phải chọn chiều dòng điện, có nghĩa là chúng ta phải có chiều dòng điện trên một cái nhánh nào đó thì chúng ta mới giải được. Còn nếu như không có chiều dòng điện là chúng ta sẽ không giải được đâu. Đó, đấy là từ phải. Phải khác, phải là bắt buộc phải theo, còn nên là chúng ta gì? Theo thì tốt, không theo thì cũng gì? Cũng được, nhưng mà nó không tốt được bằng cái kia thôi. Ok, đấy, chúng ta hiểu như vậy. Được chưa nhỉ?
Thì đấy là cái điện áp UT của chúng ta. Đó, UT của chúng ta. Tiếp tục sang cái phần số 3 là công suất tiếp nhận năng lượng điện từ PT. Đấy, PT. Thì công suất tiếp nhận điện từ PT là bằng tích của UT với IT, là đo gián tiếp qua gì? À, qua dòng điện và điện áp. Đấy, PT, nhớ là P là P P thường nhá, chứ không phải P in hoa. Đấy, P in hoa là to này. Ở đây. Còn nếu đúng ra P thường thì viết nó phải như thế này cơ, nhưng mà các thầy cô cũng hay viết nhỏ nhỏ này. Đấy, chỗ này thì lại khá là nhạy cảm trong cái việc là P thường với P in. Đấy. P in hoa này sau này chúng ta có một khái niệm đó là công suất tác dụng. Đấy, công suất tác dụng. Nhưng mà thầy thường in hoa thì có gạch dấu dấu chân đây. Đó, thường thì không có, thường này. P này thôi, không gạch chân, thông thường thôi chứ còn nó là như vậy. Rồi. Thì đây là P thường nhá, P thường này thì bằng UT nhân IT, thì tất cả này là biểu diễn theo thời gian T, chúng ta tức thời chúng ta phải là chữ nhỏ. Đấy, hay là chữ thường. Và đơn vị của nó thì nó bằng đúng tích của thứ nguyên của hai thằng này, tức là bằng vôn nhân với ampere. Vôn là thứ nguyên của U, ampere là thứ nguyên của I. Đấy, đơn vị đấy. Chưa? Ok. Tiếp tục này. Cái công thức mà chúng ta xét dưới này này. Công thức xét chúng ta dưới ấy, là cho trường hợp là điện áp và dòng điện là trùng nhau. Trùng nhau. Đó, trùng nhau. Tức là tóm lại là U và I nó cùng chiều nhau trong qua phần tử đó. Thế nếu như mà PT PT đấy lớn hơn không, PT lớn không, nhánh tiếp nhận năng lượng điện từ, tức là thu ấy, tiếp nhận là thu đây, trong trường hợp này nó thu này, đó đây, trong trường hợp này thu năng lượng điện từ đấy. Tức là cái phần tử này nó như là phần tử tiêu tán đó. Đó, như phần tử gì tiếp nhận vào, thu cái năng lượng vào, ok chưa. Thế còn nếu trong trường hợp mà PT âm, đây, nếu PT nhỏ hơn không thì nhánh sẽ đưa ra hay là phát năng lượng điện từ. Đó, đây là phát âm. Đó, âm thì nó phát ra. Đấy, đưa năng lượng ra từ cái phần tử này đưa ra. Chúng ta nhớ là vẫn xét trong trường hợp U và I nó cùng gì? Cùng chiều với nhau. O với I cùng chiều với nhau. Ok chưa? Đó. Nếu PT mà nhỏ hơn không thì nhánh phát năng lượng điện từ, hay là đưa năng lượng điện từ đi ra. Thế còn trường hợp mà PT lúc thì dương, lúc thì âm. Đây. PT lúc thì dương, lúc thì âm, tức là gì? À, năng lượng nó sẽ dao động. Dao động tức là mình tưởng tượng như là lúc thu lúc phát ấy, đúng không? Thu lúc phát. Thì đây người ta sẽ có là gọi là nhánh năng lượng dao động, hay là sau này người ta gọi là tích phóng năng lượng. Đây gọi là năng lượng dao động, hay người ta gọi là tích phóng rồi phóng năng lượng điện từ. Khi nào nó tích? Khi mà nó gì? Nó thu vào, tức là P nó dương. Đấy. Thế còn phóng là khi nào? Khi là P nó âm, nó phát ra. Đấy. Thế thì thực ra trong cái môn mà chúng ta hay là phần tử điện đấy, chúng ta sẽ có là có hai cái phần tử là tích phóng, đó là chúng ta đã được học ở phổ thông rồi, làm quen nó chính là L L và C. Thì cái thằng L này này nó tích phóng năng lượng từ trường, còn thằng C này là tích phóng năng lượng điện trường. Năng lượng điện trường chưa. Thế này là sau đến mạch 2 thì chúng ta thấy có một cái khái niệm đó là kho điện và kho từ. Thì đây người ta cũng được gọi là kho điện. Kho điện tức là cái kho để chứa điện. Thằng này được gọi là kho từ. À, là kho để chứa từ. Chúng ta thấy rằng nó tích phóng vào. Ví dụ như chúng ta nhà chúng ta có cái két đi nhỉ. Có cái két là để lưu giữ tiền đó. Thì lúc nào mình có nhiều tiền thì mình để tiền vào trong két. Và lúc nào mình có ít tiền thì mình lấy tiền trong két ra mình tiêu. Đó, thì là tích phóng, cái két thì nó không tiêu tán này.
tiền chúng ta rồi, nó không bị mất đi, thì trừ khi nó bị rò rỉ, khi bị mất mất mật khả mật mã thôi, đúng không nhỉ? Đấy, mất mật mã thì sẽ bị rò rỉ thôi. Thế còn tóm lại là chúng ta tiền thì nó nằm trong đó, nó không bị tiêu đi chỗ nào cả, chúng ta tích vào trong đó và lúc nào thì cần người ta lấy ra, thì đấy chính là cái kho, người ta kho điện kho từ, trong này nó kho điện kho từ, nó tích phóng năng lượng. Đó. Thì đấy là cái PT của chúng ta. PT chúng ta sẽ có ở đây, chúng ta thấy lưu ý sau này chúng ta sẽ gặp, thứ nhất là thằng này là luôn tiếp nhận năng lượng điện từ, thì mà luôn tiếp nhận nhé, luôn P luôn dương ấy, P luôn dương thì sau này có điện trở R này, điện trở R là nó luôn tiêu đó. Thế còn cái thằng phát này này, phát năng lượng này thì thông thường ấy, P mà phát ra thì thông thường nó là nguồn, và cái thằng mà nó gì tích phóng. Đấy. Tích phóng thì nó có hai phần tử, đó là L và C, thế thông thường thôi, chúng ta hiểu như vậy. Còn thằng này thì đương nhiên là trong trường hợp nó phóng thì C nó cũng phóng bình thường ấy, L nó cũng phóng bình thường đúng không? Đấy. Hay là gì, nó cũng phát năng lượng bình thường mà đúng không? Nhưng mà khi ta hiểu có đấy, ok chưa? Vậy ta đã nghiên cứu xong cái các thông số trạng thái của cái mạch điện rồi đúng không nhỉ, gồm có ba cái thông số trạng thái, đó là IT này, UT và PT.